Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cặp đôi ca sĩ Cẩm Ly và ca sĩ Quốc Đại với những tuyệt phẩm song ca. Và thưa quý vị, tôi cứ ngồi mà cứ liêm diêm tận hưởng cái ca khúc này, bởi vì tôi cứ nghe hết bài này qua bài khác mà cứ cảm nhận, trời, cái liên khúc này sao nó hay quá. Nó toàn những cái bài mà gọi là mê đắm lòng người, mà quan trọng hơn hết là phải phục chị Ly. Chỉ có ba đứa học trò nó giỏi dễ sợ luôn, mà nó dễ thương. Bây giờ mời ba con lên đây đứng để chú giao lưu một cái, để nghe cô Ly tâm sự về team của ba bạn này là cùng năm không? Cùng một năm mà đặc biệt luôn. Dạ. Là... Đây đây, tụi con đứng kế cô Ly đi. Ba đứa nó rất là đặc biệt luôn á. Nó có một cái sự đặc biệt lạ lùng lắm. Ba đứa này là ba đứa là cuối cùng trong... Tức là trụ tới cái cuối cùng là nhất nhì ba trong cái team của mình luôn. Và đặc biệt nó có một cái tên đọc rất là hay luôn. Công nhân tài. Công nhân tài. Đó, rất là hay luôn. Bạn Nhân, Mai Chí Công, bạn Minh Tài và quán quân của chúng ta đó chính là Thiện Nhân. Nhân. Mỗi lần mà kêu ba đứa cái kêu công nhân tài vô đây. Bộ tam của tôi nói đó. Vâng, ngày hôm nay thì thông thường thì khi lên sân khấu chị hát mà với ban nhạc, với là ca sĩ chung với mình thì nó đã là một cảm xúc rồi. Mà có thêm ba đứa học trò của mình ngồi phía sau nữa mà đệm đàn cho mình thì cái cảm giác này nó có gì khác biệt không chị? Ly nghĩ là cái này là cũng chỉ trong âm nhạc thôi. Nhưng mà mình nói chung chung là nếu như một người thầy ở về tất cả các khía cạnh nào cũng dạy hết, về văn hóa, về nghệ thuật, về tất cả mọi thứ, thì khi mà thấy học trò của mình thành đạt thì bao giờ người thầy cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Và bây giờ Ly cảm thấy rất là hạnh phúc với cái sự trưởng thành của cả ba luôn, cũng như là cái sự tài giỏi của các con. Thật sự là một cái ấn tượng rất là khó quên trong cái gọi là cái sự nghiệp ca hát của mình. Nhưng mà nó là một cái ngã rẽ rất là đáng yêu và rất là tràn đầy những cái cung bậc cảm xúc ở trong đấy, những cái kỷ niệm rất là nhiều. Và mãi tới tận bây giờ thì được cái thường thường ta nói là mùa thi thì nó rất là nhiều, nhưng mà trải qua mùa thi thì nó hết thôi. Nhưng mà mấy đứa này thì nó không hết. Nó là mấy có đám khỉ con, năm nào nó cũng nhiều ngày lắm. Nó tới nó quậy banh cái nhà luôn. Là mấy cái khỉ con này nó vẫn còn thương nhớ mình, là mình cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Dạ, cảm ơn chị. Thưa quý vị, người ta bảo là đầu tư cho việc học là một sự đầu tư thông minh. Mà ở đây thì tôi thấy nữ ca sĩ Cẩm Ly thật sự là một nhà đầu tư thông minh khi mà có ba người học trò không chỉ hát hay mà còn đưa các học trò của mình vào nhạc viện để học thêm những cái loại nhạc cụ khác nhau. Bây giờ thì chú hỏi Thiện Nhân nè, có lẽ là quý vị đã mê đắm cái giọng hát của cái cô bé này rồi, và bằng chứng là quán quân của quá nhiều chương trình nè, cho đến bây giờ là kể sơ sơ là ba cái quán quân rồi, đúng không con? Dạ thưa chú, là theo con nghĩ là bản thân con vẫn chưa hoàn thiện hết. Nếu như mà bản thân của mình vượt hơn một chút xíu thì sẽ có người sẽ vượt hơn mình nữa và sẽ người giỏi hơn mình nữa. Nên là bản thân con cứ sẽ cho con là bản thân con vẫn chưa hoàn thiện, nên con cứ như thế và từng ngày hoàn thiện và học hỏi nhiều hơn ạ. Cảm ơn con rất là nhiều. Tôi nhớ mãi cái cô bé này là tại vì thế này nè quý vị. Cô này là cô không có khả năng diễn xuất ở trên sân khấu. Cô cực kỳ, phải xin lỗi dùng cái từ đơ. Và ban giám đã phải luyện cho cô bé ấy đến mức mà cô có thể diễn mà khán giả ở dưới rơi nước mắt được. Có nghĩa là cái sự thành công của em. Tiếp theo đó là chàng trai Minh Tài của chúng ta. Chàng trai mà anh nghe bảo là em vô bây giờ làm trùm của nhạc viện không em? Dạ, không có. Có không? Không những trùm nhạc viện phải không, nhưng mà là trùm của cái đám nhóc này đó, anh cả đó, anh cả hét em. Một cái là ra lửa đó, hét trong cái lửa. Trong cái nhóm mà mấy đứa nhóc tì của mình là mùa một, mùa một, mùa hai luôn đó. Dạ. Như vậy là em phải làm gương cho mấy đứa nhỏ đúng không? Dạ cũng không, à tại vì em cũng không có quậy quá, là được giỏi là giỏi cái quậy thôi. Qua nhà mỗi lần là 20 tháng 11 cho tới sinh nhật cô là em là nắm đầu là qua quậy, giỏi là giỏi đó. Vậy là giỏi đúng không ạ? Dạ. Vâng, và ngày hôm nay thì quý vị cũng đã thấy cậu bé của chúng ta ngày nào đã trưởng thành trở thành một chàng trai tài năng khôi ngô tuấn tú rồi. Cảm ơn em. Và chàng trai cuối cùng, chàng trai có đôi mắt hí rất là đáng yêu. Em có thể chia sẻ cái cảm nhận khi mà thầy cô đã dành tình cảm cho mình để ngày hôm nay mình xuất hiện ở trên sân khấu trong một cái chương trình đặc biệt của cô Ly? Dạ, em cảm thấy rất là vui cũng như là rất là vinh dự khi được cô, trước tiên là cô chú đã cho em cơ hội tự
tức là hướng dẫn em để em có thể trao dồi thêm về cái lĩnh vực âm nhạc, là bằng cách là em học nhạc cụ, cũng như là cô chú đã cho em cũng như anh Tài với Nhân là được cơ hội để được biểu diễn trong ngày hôm nay, nên là em cảm thấy rất là vui. Cảm ơn tụi em. Trước khi mà chúng ta chia tay nhau thì để cho quý vị thấy là mấy đứa nhỏ bây giờ nội công nó thâm hậu lắm. Mỗi đứa gửi cho chú một câu hát trước khi chia tay với mọi người được không? Rồi, xin mời Thiện Nhân gửi một câu hát đến cho mọi người nha em. Hay quá, không hổ danh là quán quân. Xin mời Minh Tài. Đêm thức thâu đêm, mẹ mai chiếc áo cho con. Áo nào sờn dài, lời ru theo tháng năm dài. Từng lời ngọt ngào, à ơi, bên mái tranh đầy yêu thương. Chùm chim môi cười, mẹ vui biết mấy con ơi. Dễ thương quá, như là tài tâm sự với mẹ Cẩm Ly vậy đó. Rồi xin mời chàng trai thứ ba. Xin nghĩ. Bữa nay nói được vậy là hay lắm á. Trời ơi. Cảm ơn em. Bữa nay hát nhạc này nữa hả con? Nó rung động rồi đó cô Ly ơi. Nó đang trong cái giai đoạn là bắt đầu có những cái cảm xúc chuyển đổi rồi đó à. Không hát cái giai đoạn này. Hai đứa nhỏ này nó còn đang hát nhạc rất là dễ thương, yêu đời rồi mẹ này nọ. Qua đứa nhỏ này yêu luôn. Chúng tôi cũng xin mời lên sân khấu, đó chính là nữ ca sĩ Cao Công Nghĩa. Cô Ly ơi, cô Ly nói một chút về người học trò của mình Cao Công Nghĩa đi à. Công nhận là nó không có lý giải được ha. Công nhân tài rồi ráp lại thì lại là nhân nghĩa. Nó có rất là ý nghĩa, không hiểu sao nó có cái sự trùng hợp. Cô này đó hả? Cô này thì trong một cái chương trình kế tiếp của giọng hát Việt Nhí đó là Thần Tượng. Mà cô này thì gốc của cô này thì học ở trong trường nhạc. Cô không có liên quan gì tới cái dòng nhạc Tử Tình Bolero hết trơn. Cô là một cái dòng nhạc trẻ hoặc là nhạc sôi động quậy 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 nè. Vào cái cuộc thi đó thì bắt buộc là mình phải đi theo cái hướng từng bolero trữ tình. Cho nên là cái thời gian mà để uống nắng cho bẻ cái giọng của cổ là cả một vấn đề. Cả một vấn đề quý vị à, thật sự là cả một vấn đề. Nhưng mà ở cái cô học trò này thì được có một cái là mình nhìn nhận là Nghĩa tiến bộ rất nhanh. Mình chỉ dẫn có nghĩa là Nghĩa giống như là người ngoại đạo, nhưng mà khi mà chỉ dẫn, hướng dẫn thì cái sự tiếp thu của Nghĩa rất là nhanh, về tất cả mọi thứ, về cách hát, về cách nhả chữ hay là mọi thứ, và ngay cả về cái diễn xuất thì đến cái thời điểm này Nghĩa với Nhân trải qua những cái cuộc thi kia đã có cọ sát được và bây giờ diễn siêu đẳng lắm. Hai đứa nó bây giờ giỏi lắm, hai đứa nó diễn giỏi lắm. Nhưng mà bây hai đứa nó có hiền không? Hả? Nó có quậy giống như ông anh trưởng của nhóm không? Hay là nó cũng hiền khô? Ông anh trưởng nào? Ông lớn nhất là ông đứng đằng kia kìa. Ông kia thì em biết rồi, ông quậy dữ lắm mà quậy ngầm không à. Đó. Còn ở đây thì Cao Công Nghĩa khi mà đạt được Á quân của Thần Tượng Bolero, rồi hai lần quán quân của Tuyệt Đỉnh Song Ca cặp đôi vàng và mùa All Star giống như là Thiện Nhân. Thì hôm nay có mặt trong đây thì cảm giác của em như thế nào khi mà cùng với những người học trò có mặt trong một cái chương trình vô cùng đặc biệt này? Đầu tiên thì được góp mặt ở trong một cái chương trình như thế này thì rất là vinh dự và cũng cảm thấy mình may mắn. Và em hy vọng là quý vị khán giả sẽ yêu thương chương trình, sẽ ủng hộ và coi như đó là một cái động viên để em mong là sẽ nhiều cái chương trình tuyệt phẩm trữ tình xưa và nay sẽ ra đời nữa. Cảm ơn em. Nhưng mà có điều em hơi thắc mắc đó chị Ly, là tại sao ba đứa nhỏ gửi đi học nhạc cụ dân tộc hết mà không gửi đứa lớn đi học luôn, để cho tương lai sẽ có thêm khả năng biết nhạc cụ dân tộc sao chị Ly? Đứa lớn nó đã học rồi. Nó đã học trước khi thi là nó thực sự là cổ học gõ đầu trẻ, tức là cổ học nhạc để dạy đó, sư phạm đó. Chứ không phải là cổ học để mà ra mà làm nghề. Nhưng mà sau cái cuộc thi đó thì bây giờ cổ đã là một ca sĩ Cao Công Nghĩa rồi. Ý anh sao? Nãy giờ thấy anh, em thấy anh đây đi, anh muốn nói lắm. Không, thật sự muốn nói dữ lắm á. Bây giờ bé Đại chỉ có đi học ăn thôi. Cái món đó chắc khỏi học. Rồi, cảm ơn. Giống như những người học trò khác thì thôi để cho gia đình em lỡ khoe luôn, thì khoe cái cô chị này cũng hát rất là hay. Gửi một đoạn cho mọi người trước khi mà chúng ta hôm nay có show của chị Ly á, cái khán giả thấy em được cái bút show luôn. Đó vậy đó. Em hay quá.
Chị Ly thấy không? Những cái con người mà có tình yêu hay là hướng đến một cái điều gì đó là sợ chọn ngay cái ca khúc nói về tình yêu liền. Ủa Khang, Khang, mọi người hát hết rồi Khang hát một câu đi. Mọi người hát hết rồi Khang hát một câu đi. Mọi người hát hết rồi Khang hát một câu đi. Dạ thôi em cảm ơn chị. Cho một cái live show khác em sẽ hát chị nha chị Ly. Dạ em cảm ơn chị. Chúng tôi xin phép được gửi những cái kỷ niệm chương đến cho các học trò của nữ ca sĩ Cẩm Ly đang có mặt trên sân khấu. Cảm ơn nữ ca sĩ Cao Công Nghĩa. Cảm ơn nữ ca sĩ Thiện Nhân. Cảm ơn ca sĩ Minh Tài. Và cảm ơn ca sĩ Mai Chí Công. Bốn người học trò rất là đáng yêu của nữ ca sĩ Cẩm Ly. Vâng nữa, xin được giới thiệu đến quý vị, gia đình của tụi em gồm những người học trò tài năng, là những gương mặt sẽ rất triển vọng trong nền âm nhạc của Việt Nam trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn rất nhiều.